Kính thưa quý khách hàng thân thương của Tuyun, thì hiện tại trong hosting của em thấy chỉ còn 30 khách hàng sau 12 năm làm website. Hệ thống từng chứa hàng ngàn cái trang web và bây giờ em thấy là không phải hả? Trong này là ba cái chính 39 tên miền sắp hết hạn hả? Để coi coi 10 khách hàng, 20 khách hàng, 30 khách hàng, 39 khách hàng. Ồ, em chỉ còn 39 khách hàng thôi sao? Còn lao hosting. Một khách hàng, 10 khách hàng, 20 khách hàng, 30 khách hàng. Wow. Làm website từ năm 2008 được mệnh danh là chuyên gia thiết kế website hàng đầu châu Á mà bây giờ hệ thống chỉ còn lại được ba cái chính 39 trang web. Nhiều khách hàng đã từ bỏ em nhưng không sao, nhưng không sao, cảm ơn khách hàng đã từ bỏ em bởi vì em cũng bận quá mà, thì phải mình phải làm việc với những người chuyên nghiệp hơn chứ. Trời, số dư tài khoản nhìn mắc cười quá, còn 10.000 không sao. Công ty Tuyun vẫn còn được 39 người đồng hành. Thì em cũng xin thưa, các khách hàng cũ của em á, em đã chuyển qua làm việc với một hệ thống khác và em đưa họ về làm việc trực tiếp với bên Mắt Bảo. Khách hàng về website bây giờ em sẽ làm trực tiếp với bên Sabo, là đơn vị làm website mà hỗ trợ cho bên em làm web kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây là trang sabo.vn. Thì đây là một cái địa điểm uy tín ở Việt Nam mình mà làm website. Thì mặc dù em thì không phát triển làm website đi chuyên về cái ngành này, nhưng ít ra em cũng đã tạo được một cái động lực cho Việt Nam mình có được những cái nền tảng thiết kế website chuyên nghiệp và kết nối với các sàn giao dịch thương mại điện tử để trở nên một cái phương pháp kinh doanh đa quốc gia, đa phương tiện. Nói chung là mọi thứ hoàn thiện hết thì phải làm dưới Sabo. Hiện tại có rất nhiều trang web rao vặt làm trên mạng này kia các kiểu nhưng mà em thấy là không có chuẩn, và trong suốt một tháng em đã tốn hơn 50 triệu để tìm một cái đối tác làm web chuẩn. Thử những cái đối tác khác ngoài Sabo coi làm có được hay không. Và em nhận ra rằng Sabo đang đồng hành là một cái thương hiệu mà chúng ta có thể làm việc được. Và em cũng đang dùng một cái công ty của khác của khách hàng của em là công ty Seong Cap, công ty Hàn Quốc, để triển khai cái trang web trên nền tảng Sabo này là để được em giảm giá 10% á. Rồi, nếu khách hàng mà cũ của Tuyun muốn có một cái trang web sở hữu chuyên nghiệp trong tương lai và làm kết nối mua bán hình thức thanh toán linh động trong cái mùa dịch Covid này, chúng ta cần kết nối các sàn giao dịch như Tiki, Lazada, Sendor đỏ các kiểu đó nha mọi người, để làm ra một cái trang web chuẩn. Rồi, bây giờ em tiếp tục làm việc với Sabo, và nếu khách hàng cũ của em muốn liên hệ để làm thì nên liên hệ em, bởi vì đây đây trang web hoangbino.vn và em chuẩn bị lên hệ thống là hoangbino.vn. Là em mặc dù không làm web nhưng em vẫn là một chuyên gia về thiết kế web và chỉnh sửa web và am hiểu tất cả về thuật toán, HTML, rồi giải lập phần mềm các kiểu nào em cũng hiểu chút 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 chút, mặc dù bây giờ cái công nghệ nó lên cao quá rồi thì em vẫn có thể bám sát được và em vẫn có thể đồng hành với khách hàng để tạo ra những trang web chuẩn cho khách hàng mà liên kết với các kênh, các sàn bán hàng uy tín chất lượng nha. Khỏi cần khỏi cung cấp bởi Sabo, cái này tôi sẽ cho xóa nó đi và tôi sẽ sửa lại trang web này thêm một lần nữa. Thì thông báo cho mọi người biết là em bây giờ làm bên Sabo, mà muốn có một trang web chuẩn chuyên nghiệp thiết kế mà bắt mắt thì quý vị vẫn phải liên hệ em. Và em sẽ lấy 10% cái tiền mà chi phí thiết kế cho nó chuẩn cho khách hàng, chứ bởi vì khách hàng của em mà không vẫn không hiểu rõ về website đâu, mình thì mình sẽ
Thí dụ như trang web này mọi người thấy là làm ra nó cũng đẹp, nhưng mà đối với em thì em sẽ sửa lại cho nó đẹp hơn nữa. Đó, thì em vẫn có thể đồng hành tiếp tục cùng với ví quỹ. Còn 39 người thôi sao? 39 người. Đâu rồi? 39 người thân thương đâu rồi? Thì quý khách hàng nào của em mà muốn tiếp tục thì mình sẽ làm việc với bên Sabo để nâng cấp website nó chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp hơn nữa nha mọi người ơi, mọi người à. Sau thật sự là sau bao nhiêu năm ta làm website từ năm 2008 đến nay á thì cũng kiếm được 100 mấy chục tỷ, để thả thú gì đó, thả thú mà có giải cứu động vật nè, rồi nói chung là cho đi hết mà cũng không còn gì lại cho mình, và bây giờ bắt đầu làm lại cuộc đời từ đầu. Nhưng em vẫn còn sức khỏe và trí tuệ nhiều lắm. Em vẫn có thể chạy bộ hàng chục cây số mà em không mệt. Em có thể bơi từ đại dương này qua đại dương khác mà em không xỉn. Đó, mọi người, em vẫn là Tuyền, vẫn là chàng tiên cá, vẫn là trẻ đẹp trai mà kinh nghiệm của em là xài tiền tỷ. Mà cũng nhờ quý vị tin tưởng giao cho em những cái trang web em làm việc, và quý vị bây giờ đã thành tỷ phú rồi, nhưng em thì vẫn là tay trắng, em là tỷ phú không tiền. Và bây giờ em vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ quý khách phát triển website chuyên nghiệp hơn nữa nhờ vào hệ thống của Sabo. Sabo là hệ thống thiết kế website mà em thấy là được, và mình phải triển khai theo cái phương pháp nào là chuẩn nhất thì em nắm rõ. Còn nếu anh chị mà không biết mà cứ liên hệ tự Sabo làm cũng không giảm được 10% mà sẽ không nắm rõ thì cũng sẽ trang web nó sẽ không như ý. Nó rất nhiều vấn đề về content, về thiết kế, về giao diện, về chỉnh sửa, đủ thứ các trò. Nói chung là em bây giờ đang đồng hành cùng với trang web hoangpiano.vn là bạn của em, bởi vì bạn của em hứa là sau khi mà bạn em thành công rồi, bạn em sẽ tiếp tục hỗ trợ cho em trên con đường giải cứu thiên nhiên động vật trên khắp thế giới và kêu gọi bảo vệ môi trường. Đó, nên em đang cố gắng làm việc cho bạn đó. Còn quý vị, có nhiều người đã từ bỏ Tuyun bởi vì Tuyun không chăm lo website của quý vị cho nó tốt. Nhưng Tuyun đã tìm được mà một cái đối tác mà có thể là hỗ trợ Tuyun trong việc thiết kế web và liên kết với các sàn buôn bán thương mại điện tử, chuyển đổi số công nghệ cao nhất hiện nay. Ok, và làm như thế nào, phát triển ra sao thì liên hệ Tuyun nếu thấy cần. Và đừng ghét bỏ em, vì sau nhiều năm em phải làm giải kiếm tiền từ quý vị, xong em phải giải cứu động vật, nên dù sao quý vị cũng đã thành những đại gia, những triệu phú, những tỷ phú từ những trang web đầu tiên của em làm xây dựng thương hiệu cho quý vị và có được sự thành công như ngày hôm nay. Thì quý vị hãy nhớ đến Tion vẫn đang cố gắng mỗi ngày để tạo ra những điều tốt đẹp cho thiên nhiên và động vật, và tất cả những điều này không phải cho em mà là cho tương lai của con em quý vị. Đâu, cho em nhìn ngắm lại cái mắt bảo lần cuối coi, cái đối tác mắt bảo của em. Em làm việc với bác mắt bảo thì cũng từ năm 2008 hay là 2008 hay gì đó, và mắt bảo cũng giờ trở thành một công ty khá là lớn. Hàng trăm cái website từ mắt bảo, liên kết từ hosting tên miền hay là Ba Việt Nam, rồi bên GoDaddy em cũng giúp cho họ thành công. GoDaddy thì em làm web cho rất nhiều cái thương hiệu nổi tiếng, và họ cũng đã chia tay em bởi vì trang web em chưa có phát triển được, có làm thiết kế mạng đa kênh kết nối này kia. Thì bởi vì em lo giải cứu động vật, em lo dạy bơi tiên cá, em chăm sóc mấy đứa nhỏ cho mấy em có được cái sức khỏe và trí tuệ. Cuối cùng thì đổi lại tất cả là em vẫn là em, và em vẫn là không có gì, nhưng em có sức khỏe và trí tuệ để tiếp tục cống hiến phục vụ. Rồi, em xin tạm biệt. Rồi thôi thôi thôi, chia tay mắt bảo luôn nha. Mắt bảo bây giờ còn có 39 người thôi đó mọi người à, 39 khách hàng thôi. Trời ơi.